Mấy? 96. 20 thì xuống không đẹp. Rồi 1m96. Rồi đo cái chiều này bao lâu? Đo chiều ngang bao lâu? 1m45. 1m45. Đo nó đo cái mặt. Đo cái mặt nó như vậy. Vậy 8 phân nha anh em. Còn chiều cao dưới bột khoảng lên này. Cao lên là 67 phân. 66. Mặt từng tấm nha. Mặt từng tấm là này 48 này. Thằng này 48 là 48 rưỡi luôn. Thằng kia cũng 48 luôn. Dày 8 phân đều nha. Mày làm tăng mới tăng lại xịt BU. Ủa anh em nào quan tâm thì liên hệ cho mình.